Nhưng một ngày đẹp trời bỗng thức sếp bảo làm nốt việc này xong thì cho nghỉ sớm nha. Dạ. Thế nhưng mà việc sếp giao chồng nó lạ lắm. Sếp yêu cầu bảo mật số điện thoại cho 1.000 nhân viên bằng cách thay thế 3 số cuối cùng thành dấu sao như thế này. Ôi sếp ơi, thế này mà sếp phải cho em nghỉ sớm à? Phải là rất sớm luôn đấy chứ. Tìm hiểu ngay hàm reflex trong Excel. Đây sẽ là cứu tinh của bạn trong những trường hợp như thế này đấy. Các bạn nhập bằng replace với alt text. Các bạn chọn ô số điện thoại cần ẩn. Start 5 là vị trí của ký tự số bắt đầu muốn ẩn. Ở đây chúng ta muốn ẩn 3 số cuối nên vị trí bắt đầu sẽ là số 8. 5 trust này là số ký tự cần ẩn. Ở đây mình sẽ nhập số 3. New text là ký tự mà bạn muốn thay thế. Mình nhập mở ngoặc kép 3 dấu sao, đóng ngoặc kép và enter. Các bạn sao chép công thức xuống toàn bộ cột là xong. Để thay thế cho cột số điện thoại cũ, các bạn sao chép dữ liệu cột đã ẩn và paste vào cột cũ. Chọn loại paste value là được nha. Giờ đi xóa cột này đi, là chẳng ai biết mình đã làm gì luôn. Follow mình để biết thêm nhiều mẹo hay trong Excel nhé.